Thưa quý vị, tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Kể từ đầu năm nay, Nghị định 95 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo được Chính phủ ban hành với nhiều điểm mới đã khắc phục được một số vướng mắc, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Thực tế, tự do tôn giáo tại Việt Nam cũng là dẫn chứng sinh động nhất, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc sai sự thật về tình hình tôn giáo mà các cơ quan, tổ chức, thiếu thiện chí, các thế lực chống phá Việt Nam liên tục đưa ra trong thời gian vừa qua. Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống Việt Nam có mặt tại Việt Nam được 20 năm. Vốn là một tôn giáo nhỏ với khoảng 10.000 người trên cả nước, Hội Thánh vẫn cần có thêm điểm nhóm tại các tỉnh thành để thuận tiện hơn cho tín đồ tới hành lễ. Từ đầu năm nay, khi điều kiện đăng ký nơi sinh hoạt tôn giáo đã được quy định rõ ràng hơn trong Nghị định 95 hướng dẫn thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo, thì Hội Thánh này đã có thể đi thuê hoặc mượn một địa điểm phù hợp để đăng ký làm điểm nhóm sinh hoạt, chứ không nhất thiết phải mua nhà hoặc tự xây nhà thờ. Có thể là mượn nhà riêng, có thể mượn văn phòng công ty. Nếu như nơi đó có cái cơ sở hợp pháp của họ, thì là chúng tôi có thể nhóm được tại nơi đó. Và thực tế là bây giờ cũng có những điểm nhóm của chúng tôi, hoặc là tại Hà Nội hoặc tại một số những tỉnh thành, là chúng tôi mượn và chính quyền cũng cấp cho sinh hoạt tôn giáo tập trung ở tại những địa điểm mà thực ra không phải là của chúng tôi hay là sở hữu của tôn giáo. Ví dụ trên đây là minh chứng sinh động cho thấy luật pháp Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động. Người có tín ngưỡng, tín đồ các tôn giáo luôn được bày tỏ đức tin tại gia đình, cơ sở thờ tự hoặc điểm nhóm đăng ký với chính quyền. Thế nhưng bất chấp thực tế rõ ràng đó, một số tổ chức thiếu thiện chí vẫn tiếp tục đưa ra các báo cáo vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo. Tháng 9 vừa qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USERF, tiếp tục tung ra bản báo cáo sai lệch rằng Việt Nam sử dụng các chiến lược, sử dụng luật để quản lý đời sống tôn giáo, kiểm soát tôn giáo, sử dụng các tổ chức tôn giáo do nhà nước hậu thuẫn để giám sát, đe dọa, thậm chí xóa bỏ các tôn giáo gốc, tôn giáo độc lập. Những luận điệu trên hoàn toàn đi ngược lại với thực tiễn đời sống tôn giáo đa dạng, phong phú, ngày càng phát triển tại Việt Nam. Tính đến năm 2022, Việt Nam có trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27% dân số cả nước. Việt Nam đã công nhận 40 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo khác nhau, với gần 30.000 cơ sở thờ tự và hàng ngàn điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng và bảo vệ, được quy định rõ ràng trong hệ thống luật pháp, đã góp phần để đời sống tôn giáo ngày càng phát triển, với nhiều hoạt động tín ngưỡng tôn giáo thu hút đông đảo tín đồ và người dân tham dự. Việc sinh hoạt tôn giáo thì nhà nước không có gây cản trở khó khăn. Và các ngày lễ trọng đại trong nghi thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, mỗi lần có sự kiện lớn mời các cấp chính quyền xã huyện là họ đều tham dự chương trình. Chúng tôi rất là trân trọng sự quan tâm tạo điều kiện hết sức. Thông tin trong những báo cáo sai lệch này còn kích động tư tưởng cực đoan cùng các âm mưu chống phá Việt Nam. Trong bản báo cáo ra tháng 9 vừa qua, để dẫn chứng cho luận điệu cho rằng chính quyền Việt Nam buộc tội và truy tố những tổ chức, cá nhân ủng hộ tự do tôn giáo, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USERF đã nhắc tới tổ chức Người Thượng Vì Công Lý MSFG mà họ cho là một tổ chức bảo vệ nhân quyền, đã đưa ra 200 báo cáo về Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo. Và đối tượng Y Quynh là người thành lập tổ chức này đã bị chính quyền Việt Nam xét xử vắng mặt. Đối tượng Y Quynh mà báo cáo này nhắc đến như một nhà hoạt động vì tự do tôn giáo, thực chất là một đối tượng khủng bố, đứng sau vụ khủng bố tại Đắk Lắk ngày 11 tháng 6 năm 2023, làm nhiều người dân thiệt mạng. Tất cả mọi chứng cứ, tin nhắn chỉ đạo của Y Quynh với nhóm khủng bố trong nước và cả lời khai của chúng đều đủ khẳng định Y Quynh là đối tượng chỉ đạo vụ khủng bố. Năm 2017, Y Quynh giao cho tôi là đi tuyên truyền khắp nơi để tổ chức kỷ lính. Tôi có chuẩn bị 2 khẩu súng hơi với là 1 ký 2 thuốc nổ. Thì cũng hỏi hơn cái việc của tôi đã làm á. Thì Quynh là phá hoại vì gia đình hạnh phúc của người ta. Tôi thì trung thân cho nó thì cũng phạt thì giống như tôi. Thế nhưng dù bằng chứng đã rõ ràng, tội ác khủng bố của Y Quynh và tổ chức MSFG vẫn được lờ đi trong các thông tin của các tổ chức thiếu thiện chí này. Họ vẫn tung hô đối tượng này như một nhà hoạt động vì nhân quyền.
Những cái tổ chức này mà người ta lại không bênh vực cho những cái kẻ chống đối nhà nước Việt Nam thì mới là điều lạ. Chứ còn thực ra là họ được sinh ra, họ được tổ chức ra để mà làm cái việc này rồi. Trước đây đã thế rồi và bây giờ vẫn thế. Nhưng họ sẽ không bao giờ làm được nếu như họ không có những ngọn cờ. Bây giờ thì chúng ta đều thấy các cái ngọn cờ cũ nó rách nát hết rồi. Chả còn nữa. Thế bây giờ buộc lòng phải tìm ra những ngọn cờ mới. Cho nên Y Quynh chẳng qua cũng lại vẫn chỉ là một con tốt trên cái bàn cờ của họ mà thôi. Không chỉ riêng với Y Quynh, chiêu trò tôn vinh, rửa tội cho những đối tượng tội phạm lợi dụng tôn giáo, thực hiện các hành vi chống phá nhà nước Việt Nam, được các cơ quan, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam đem ra áp dụng với nhiều vụ việc khác nhau trong các báo cáo, bài viết được tung ra gần đây. Tất cả chỉ để nhằm mục đích cuối cùng là vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo. Trên thực tế, các đối tượng này đều đã bị cơ quan chức năng truy tố và xét xử theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. Và đặc biệt là không có một bản án nào có tội danh liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Ở Việt Nam, chúng ta phải khẳng định mạnh mẽ rằng không có cái gọi là tù nhân tôn giáo, mà chỉ có những người phạm tội, vi phạm luật hình sự được đưa ra xét xử một cách công khai, có đầy đủ chứng cứ theo đúng trình tự thủ tục và đúng nghiêm với nghiêm pháp luật. Trên cái khái niệm gọi là cái tù nhân tôn giáo, ở đây chính là sự lập lờ của các đối tượng nhằm đánh tráo khái niệm, lừa mị những người không hiểu biết và tạo ra một cái hình nhận thức mơ hồ và cho các đối tượng lợi dụng cái này để vừa là kích động những người thiếu hiểu biết, những đối tượng phản động, những phần tử chống đối, rồi lừa mị những cái người mà còn mơ hồ, mất cảnh giác, qua đó tập hợp lực lượng để mà chống lại nhà nước. Việt Nam là quốc gia đa dạng về tín ngưỡng, tôn giáo. Do vậy, chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo luôn được quan tâm, thể chế hóa để vừa đảm bảo quyền tự do trong bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, vừa đảm bảo các tôn giáo chung sống hài hòa, bình đẳng trước pháp luật, đồng hành cùng dân tộc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Bởi vậy, những luận điệu xuyên tạc núp dưới chiêu bài tự do tôn giáo chính là hòng gây chia rẽ giữa các tôn giáo, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bôi nhọ và hạ thấp uy tín của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.